Ngày 26 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trịnh Văn Sơn, 31 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Về tội giết người, theo kết quả điều tra, tối ngày 20 tháng 5, Sơn và anh Nguyễn Tư Đê, 32 tuổi, trú xã Kim Sông Trường, huyện Can Lộc, cùng 3 người khác đến uống bia tại quán nhậu ở thôn Tiến Thịnh, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc. Trong lúc nhậu, Sơn và anh Đê xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về việc sử dụng lưới bắt quái đánh bắt cá, bị công an xử phạt hay không. Anh Đê sử dụng cốc bia đánh vào đầu của Sơn gây chảy máu. Bức xúc, Sơn chạy vào gian nhà bếp, lấy hai con dao nhọn ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người đối phương. Nạn nhân bị nhiều vết thương, tử vong do mất máu cấp. Sau khi gây án, Trịnh Văn Sơn đến trụ sở công an xã Phú Lộc đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội.